xưởng tranh gỗ Bùi Gia xin chào quý khách. Quý khách đang xem bức tranh Bách Từ Đồ được chúng tôi chế tác trên nền gỗ vụn. Bối cảnh sâu của bức tranh Bách Từ Đồ này đã được chúng tôi chế tác trên nền gỗ pơ mu bằng ý tưởng cũng như là sự sắp xếp hài hòa, nên khách hàng của chúng tôi đã biến từ một phôi gỗ pơ mu hình chữ nhật dài sang phôi gỗ gụ có kích thước là cả khung, các bạn nhìn thấy dài 2m17, rộng 1m47 và dày 10 phân. Điểm nhấn trong bức tranh này, quý vị có thể thấy đó là tổng thể bức tranh gồm các em nhỏ với các trò chơi dân gian khác nhau. Ví dụ như là tại đây thì quý vị nhìn thấy đó là trò múa rồng, xa xa là có cây tùng được đục khá là kỹ, như là thế tùng rất đẹp và cổ. Xa hơn sang bên đây thì có các em nhỏ đang rước xe tiền vàng. Bạn thợ đục đang chế tác khu vực bên đây đó là các em nhỏ hái đào. Bên trong xa kia thì có một cái đình nhỏ, các em đang chơi các trò chơi dân gian ở trong. Để hiểu hơn về tổng thể mẫu tranh này, mời quý vị cùng xem trên mẫu giấy. Bởi vì khi khách hàng yêu cầu thì chúng tôi sẽ phải tư vấn cho khách hàng các cái đặc điểm của bức tranh, rồi sau đó là thực hiện chúng ở trên giấy. Khi khách hàng cảm thấy hài lòng, chúng tôi bắt đầu mới làm lên gỗ. Trên ý tưởng tranh giấy như này thì quý vị sẽ nhìn thấy tổng thể bức tranh kỹ hơn. Từ đó khách hàng cảm thấy có điểm nào chưa phù hợp hoặc cảm thấy muốn chỉnh sửa theo ý tưởng của mình thì chúng tôi sẽ chỉnh sửa tiếp. Ở bên đây là các em nhỏ đang múa lân. Có các em rước quả đào. Rồi có các em đang trèo đào. Một khung cảnh cực kỳ hài hòa và rất dân dã, thôn quê. Các em phất cờ với nhau, chơi cờ, rồi thả diều. Bức tranh rất sinh động để tạo thành tổng thể một bố cục hài hòa. Các em nhỏ vui chơi trong khung cảnh bình yên. Có những em chơi đuổi bịt mắt bắt dê, vũ quyền, rước xe tiền vàng. Cơ sở chúng tôi chuyên đục tranh từ trước đến nay theo phương pháp thủ công. Quý vị nhìn thấy ngay từ bản thân chiếc khung, chúng tôi cũng tập trung làm các cái chi tiết rất cầu kỳ. Từ những khe kẽ chúng tôi đều vẽ bằng bút rồi sau đó là đục lại bằng tay để đảm bảo quy trình chế tác dồn được nhiều tâm huyết cũng như chất xám nhất cống hiến cho khách hàng. Khung trong, khung ngoài đều được chúng tôi chặt và moi móc bằng phương pháp thủ công. Quý vị nhìn tổng thể cả một bức tranh to như này nhưng chúng tôi đều phải moi móc bằng tay. Vậy nên cái quá trình chế tác một bức tranh lên đến 4 đến 5 tháng là một trong những sự kỳ công rất lớn của chúng tôi. Bức tranh Bách Từ Đồ tổng thể chúng tôi đã làm cách đây 3 năm. Thì quý vị đang nhìn ở đây đó là bằng gỗ pơ mu. Nền tảng của bức tranh này đó là cái sự tâm huyết cũng như là những cái nét đục rất là hài hòa.
từ đó khách hàng nhìn trên tổng thể bức tranh này và đưa ra cái ý tưởng để làm bức tranh mà tôi vừa giới thiệu với quý vị. Vậy nên đã có rất nhiều người hỏi mua cái bức tranh Bách Tử Đồ, cái bản gốc này của chúng tôi, nhưng thực lòng thì chúng tôi muốn để lại bởi vì ở đây nó cũng là một trong những bức tranh đẹp trên thị trường, cũng như là một cái khoảng thời gian dài chúng tôi dành tâm huyết để chế tác ra một cái tác phẩm. Mong muốn nếu như lưu giữ được thì có thể những thế hệ sau của chúng tôi sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy cái truyền thống đục tranh, cũng như là các cái đường nét mà chúng tôi sẽ truyền lại cho thế hệ sau. Chúng tôi tôn trọng cái giá trị tự nhiên của phôi gỗ, ngay kể cả những điểm nhấn, ví dụ như là những cái mắt gỗ chúng tôi cũng đều cố gắng để giữ nguyên, làm sao để gần gũi với thiên nhiên, cũng như là đan xen vào đó cái tâm huyết, chất xám và trí tuệ của mình. Chúng tôi mong muốn hướng tới sẽ là một trong những cơ sở dẫn đầu của cả nước về lĩnh vực bức tranh thủ công, chế tác nên những tác phẩm tạo ra nhiều giá trị. Và đúng với lại câu nói của chúng tôi, tranh mỗi bùi ra, thưởng thức mỗi ngày, trường tồn giá trị. Một lời cam kết mà tất cả các khách hàng về với chúng tôi đều cảm thấy rất hài lòng, đó là nếu khách hàng phát hiện chúng tôi đục bằng máy CNC hoặc bàn giao cho một xưởng tranh khác để làm, thì chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm bằng cách đền bù 200% giá trị của bức tranh. Đó cũng là một trong những niềm vui của chúng tôi hàng ngày, được cống hiến sức mình chế tác lên những tác phẩm để khách hàng cảm thấy thỏa mãn với yêu cầu của mình. Xin trân trọng kính mời quý vị về với làng Ngọc Thang, về với xưởng tranh gỗ Bùi Gia để ngắm nhìn những tác phẩm đẹp mắt, thỏa sức sáng tạo. Và bên cạnh đó còn có chiều sâu về nghệ thuật. Thông tin quý vị xin vui lòng liên hệ Quân Bùi 0976 311 833, Facebook Tranh Gỗ Bùi Gia, website tranh gỗ bùi gia.com. Xin trân trọng cảm ơn.